Dòng viện trợ của Mỹ và Châu Âu cho Ukraine bị ngẽn lại khiến các đồng minh của Ukraine bắt đầu suy nghĩ về điều mà họ không muốn tưởng tượng trước đây. Khi Nga mới phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin đang có cơ hội giành được thắng lợi lớn tại chiến trường Ukraine. Trước thực trạng hơn 110 tỷ đô la viện trợ bị kẹt trong những tranh cãi chính trị ở Washington và Bruxelles, người ta ngày càng nghi ngờ khả năng của Ukraine ngăn chặn đà tiến của quân Nga cũng như bảo vệ các thành phố, hải cảng của Ukraine trước những đòn tập kích tên lửa của đối phương. Ngoài các hậu quả mang tính thảm kịch cho Ukraine, một số đồng minh châu Âu bắt đầu lặng lẽ suy xét tác động từ thất bại của khối quân sự NATO trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Những đồng minh này đang tái đánh giá rủi ro mà nước Nga sẽ tạo ra cho các thành viên NATO ở Sơn Đông theo những người thân cận với các nguồn tin nội bộ giấu tên những người này cho rằng tác động sẽ mang tầm thế giới khi các đối tác và đồng minh của Mỹ đặt dấu hỏi đối với mức độ tin cậy trong những lời hứa hẹn của Washington về phòng thủ. Theo họ, tác động từ một bước lùi chiến lược như vậy có thể sâu sắc hơn nhiều so với hệ quả của việc Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Đấy là chưa kể triển vọng ông Donald Trump có thể tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm tới 2024 và thực hiện các cam kết của mình về việc rút khỏi những liên minh lớn, trong đó có NATO, để đạt một thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin trong vấn đề Ukraine. Mức độ lo lắng như vậy đã chuyển hóa thành các thông báo công khai của các nhà lãnh đạo phương Tây. Họ ngày càng lớn tiếng về tình trạng những bên viện trợ đang khẩn thiết kêu gọi các đối thủ của mình đừng đem vấn đề trong nước ra để cản trở hoạt động viện trợ cho Ukraine. Điều này trước đây hiếm khi xuất hiện. Thủ tướng Ireland Leo Varadkar phát biểu tại Thượng đỉnh Liên minh châu Âu mới đây rằng nếu Ukraine không có được sự ủng hộ của Mỹ và EU thì lúc ấy ông Putin sẽ chiến thắng. Tại cuộc họp Thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo đã không vượt qua được sự phản đối ngày càng gia tăng đối với gói viện trợ 50 tỷ euro, tương đương 55 tỷ đô la trong năm tới 2024 và họ chỉ phê chuẩn được động thái thiên về tính biểu tượng. Đó là mở cửa tư cách thành viên cho Ukraine vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi cuối tháng 10 nói rằng nếu Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine, Nga sẽ giành chiến thắng. Bộ trưởng Austin phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ, tôi có thể đảm bảo rằng nếu Ukraine không có sự hỗ trợ của chúng ta, Nga sẽ chiến thắng. Nếu chúng ta ngừng viện trợ, Nga sẽ đạt được những gì họ muốn. Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cũng thừa nhận, không có gì đảm bảo thành công với chúng tôi, nhưng chắc chắn Ukraine sẽ thất bại nếu không có chúng tôi. Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mike Kikli đặc biệt nhấn mạnh, nếu Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine, chắc chắn các đồng minh cũng sẽ làm vậy. Tổng thống Biden tuần trước cam kết hậu thuẫn cho Ukraine thật lâu trong khả năng. Đây là một bước thay đổi so với cam kết trước đây, ủng hộ Ukraine tới cùng khi nào Ukraine còn cần đến Mỹ. Những đảng viên Cộng hòa cứng rắn trong Quốc hội Mỹ đã từ chối phê chuẩn 61 tỷ đô la ủng hộ Ukraine trong năm 2024, chừng nào ông Biden không nhượng bộ yêu cầu của họ về việc áp dụng các biện pháp siết chặt biên giới phía nam của nước Mỹ. Cho tới nay, các nỗ lực đạt được một thỏa thuận vẫn thất bại. Ngày 18 tháng 12, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng tiền dành cho việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine sẽ cạn kiệt vào ngày 30 tháng 12 nếu các nhà lập pháp Mỹ không ra tay. Trong khi đó, dân chúng các nước phương Tây cũng ngày càng hoài nghi về cái giá của việc ủng hộ Ukraine. Kết quả ảm đạm của Ukraine trong đợt phản công lớn vừa qua càng làm người ta nghi ngờ về khả năng nước này đạt được mục tiêu thu hồi lại tất cả những lãnh thổ do quân đội Nga chiếm giữ. Christine Bergena, giám đốc điều hành của quỹ Marshall Đức tại Washington nói, khả năng Ukraine mất thêm lãnh thổ, thậm chí mất chủ quyền vẫn đang được bàn thảo. Giới chức châu Âu cho rằng Nga có khả năng chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine và phá hủy thêm cơ sở hạ tầng của nước này nếu họ không nhận được những vũ khí cần thiết cho việc phòng thủ. Theo các quan chức này, khi đó Ukraine có thể buộc phải chấp nhận một thỏa thuận đình chiến theo hướng có lợi cho Nga. Những người ở Mỹ và EU hậu thuẫn cho Ukraine đánh giá rằng viện trợ có thể được phê chuẩn vào đầu năm tới, nhưng ngay cả khi ấy, các quan chức trên cho biết chưa chắc Ukraine đã tạo được bước đột phá trên chiến trường. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga giành chiến thắng ở Ukraine là điều có thể xảy ra nếu Mỹ và châu Âu cắt viện trợ quân sự cho nước này. Viễn cảnh Ukraine ngày càng mịt mù, với chiến sự có thể kéo dài thêm vài năm, các nước bàn tích, giới chức đã thông báo cho công chúng hãy sẵn sàng cho cuộc chiến kế tiếp bởi lẽ các lực lượng Nga sẽ không bị đánh bại ở Ukraine. Người đứng đầu quân đội Estonia Martin Harem phát biểu thẳng thắn trên truyền hình địa phương rằng Nga không sợ NATO, Vị này còn dự báo quân đội Nga có thể sẵn sàng tấn công NATO trong vòng một năm nữa nếu xung đột tại Ukraine kết thúc trước kia đa phần các quan chức cấp cao của mỹ và nato đều cho rằng chừng nào cuộc xung đột giữa nga và ukraine còn tiếp diễn thì phương tây vẫn sẽ đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong cuộc chiến là làm suy yếu moscow tuy nhiên một nguy cơ mới nổi mà hầu hết các nhà lãnh đạo phương tây dường như không chú ý tới là nga sẽ càng có lợi thế khi cuộc chiến kéo dài sẽ không có lợi cho ai đặc biệt là đối với các quốc gia châu âu gần biên giới nga khi quân đội nga phát triển mạnh hơn và năng lực chiến đấu của họ trở nên hiệu quả hơn do đó phương Tây bắt đầu suy ngẫm về điều mà họ chưa tính đến này, đồng thời đánh giá những hậu quả nếu nga thắng thế ở Ukraine. Theo viện nghiên cứu chiến tranh, nếu chiến thắng ở Ukraine, lực lượng nga sẽ tiến thẳng tới biên giới của NATO từ Biển Đen đến Bắc Băng Dương. Viện này phân tích, sau cuộc chiến ở Ukraine, quân đội nga sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, kinh tế nga cũng sẽ dần hồi phục, tạo điều kiện cho sự khôi phục sức mạnh quân sự. Viện này đưa ra cảnh báo Nga có thể tạo ra mối đe dọa quân sự thông thường lớn đối với NATO lần đầu tiên kể từ năm 1990. Khi đó, Mỹ sẽ phải triển khai một phần lớn lực lượng mặt đất của mình tới Đông Âu. Hơn nữa, Mỹ có thể phải lựa chọn giữa duy trì hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương hoặc triển khai ở châu Âu để hỗ trợ đồng minh trước bất cứ động thái nào của Nga. Hiện tại, không ai có thể đảm bảo rằng Nga hay Ukraine chuồn bước trước trong cuộc xung đột hiện nay. Vào thời điểm này, khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine gần kết thúc, sau gần 2 năm cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại và khó đoán định. Tuy nhiên thông thường các nguyên tắc cơ bản để quyết định kẻ thắng, kẻ thua trong chiến tranh vẫn được giữ vững, tức là bên có lợi thế về lực lượng và hậu cần, vật tư hầu như luôn chiếm ưu thế theo thời gian. Vì vậy các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ bị coi là vô trách nhiệm nếu cho rằng phía Ukraine sẽ giành chiến thắng và không đưa ra phương án dự phòng nào. Điều mà ít ai ở phương Tây đang bận tâm tới là áp lực phải giành chiến thắng xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới nhanh chóng và các nhà khoa học cũng như chuyên gia quân sự Nga sẽ càng thiết kế ra các công nghệ và học thuyết mới. Đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu, nước Nga có vũ khí hạt nhân với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào có thể tập trung để cải thiện quân đội của mình đến mức Ukraine cuối cùng sẽ không thể theo kịp. Vì vậy, ít nhất Washington sẽ phải bắt đầu phát triển một bộ tiêu chí để theo dõi chặt chẽ năng lực của mỗi bên nhằm tiếp tục đưa ra chiến lược hiệu quả trong cuộc xung đột hiện tại và giám sát một cách thận trọng. Chừng nào Ukraine còn có cơ hội thì việc tiếp tục cung cấp khí tài cho Kiev để tự vệ là điều hợp lý. Tuy nhiên, cam kết tiếp tục viện trợ chừng nào Ukraine còn cần có lẽ sẽ được thay thế bằng việc miễn là Ukraine vẫn còn cơ hội thành công. Nếu chính sách của họ vẫn như cũ, được áp dụng bất kể tình hình chiến tranh hay khả năng tiến hành chiến tranh của mỗi bên, thì có thể Mỹ và phương Tây sẽ rơi vào tình trạng bị động khi quân đội Ukraine sụp đổ. Do đó, điều quan trọng là Mỹ phải thiết lập một bộ tiêu chí để nhận biết được những dấu hiệu rõ ràng khi tình hình đã đạt đến điểm không thể thay đổi được khi đó mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều chỉnh chính sách và dồn nhiều sức lực nhất có thể vào việc tìm kiếm con đường ngoại giao để đạt được kết quả đàm phán trước viễn cảnh nga thắng lớn phần lan đã bắt đầu củng cố quốc phòng trong khi đó một quan chức phương tây còn đánh giá một thắng lợi tổng thể của nga sẽ kích hoạt làn sóng người di cư đổ vào eu gây thêm áp lực và căng thẳng cho khối này quan chức này cũng dự báo kịch bản phong trào kháng chiến của ukraine phải chuyển sang chiến tranh du kích nghĩa là biên giới phía đông của EU sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Các quan chức khác thì lại dự báo rằng một số nước châu Âu có thể chuyển sang củng cố quan hệ với Nga hoặc Trung Quốc để tránh phải dựa dẫm quá nhiều vào Mỹ mà theo họ không còn đáng tin cậy nữa.